Của địa vị và thất bại hay thành công gì cũng được có cơ hội quay về.
một cái nơi như vậy để chúng ta được ngồi đây trong cái tình nghĩa linh sơ pháp lữ, trong cái tình huynh đệ thầy trò, trong cái tình mà chúng ta là anh em huynh đệ, là những đứa con trai con gái của Thế Tôn. Chứ một người ngoại đạo ta đâu có vô ta ngồi, ta đâu có đi chung chuyến xe, ta đâu có ngồi có thể nghe được mà ông thầy nói chuyện. Như vậy chúng ta đã là một ở trong cái năng lượng tâm linh mà mình là đệ tử của Đức Phật rồi đó. Để được có cái điều đó, ít nhất mình phải giữ năm giới của Thế Tôn ở kiếp nào đó. Và từng gương mặt mà chúng ta thấy với nhau nè, là chúng ta đã từng thấy với nhau lúc nào đó. Thì rõ ràng là quý vị sinh ra một nơi khác, con của một nơi khác, mà chỉ cần một cái tin nhắn ở trên Facebook chúng ta ngồi lại với nhau, đó là một phép màu. Ngày xưa Thế Tôn muốn làm điều đó khó lắm, phải đi kêu từng người á. Bây giờ mình có thần thông lên Facebook một cái chat là chúng ta gặp nhau. Thần thông cái gì đó. Nhưng mà không may cái thần thông đó, nếu như mà cái tỉnh thức, cái bao dung trong mình không lớn mà mình có thần thông nhiều quá, cửa một chút mà mình đến với nhau là cửa một chút mình cũng phá hoại nhau. Hay mình dễ đến với nhau quá thì mình cũng rất là dễ xa cách nhau. Bởi vì cái năng lượng ở trong người mình mà chưa được chuyển hóa, mà mình dễ đến với nhau quá, tức là mình đến với nhau toàn là rác rưởi. Cho nên không phải thần thông là tốt. Hôm nay con kính chia sẻ đến quý vị một cái niềm vui tu tập. Tự thân con hành trì, rồi con đem nó ra như là một cái bài để con tự thuyết cho chính mình, cho những em đệ tử xuất gia năm giới mà con gửi vô đây, nương tựa sư bà và tăng thân đại chúng để tu tập. Thứ nữa là đến với tất cả chư thiện hữu tri thức huynh đệ, con không giảng pháp, con chỉ nói những gì con hiểu và con thực tập. Và mọi người có những cái khúc mắc nào mình có thể vấn đáp sau cái buổi pháp thoại. Hôm nay con chỉ đơn thuần kể chuyện cho mấy con nghe và đại chúng nghe, kể chuyện thôi nhé. Những mẫu chuyện thú vị nhưng sâu sắc, xúc tích, và nó đụng tới đời tu của con và cuộc đời thường của mỗi chúng ta ngoài đời sống. Con nói thế này quý vị nghe rõ chứ? Dạ. Con thấy ấm áp vô cùng ngồi đây nhìn những giọt mưa rơi bên đệ tử mình, bên những con người có cái nhân duyên tiền hữu tri thức đi một con đường của một kiếp người quán trọ ngắn ngủi, người thì đi 20 năm, người thì trọn 50 năm, nhưng mà ít nhất hiện giờ chúng ta đang hiện hữu với nhau đó, nhận ra được cái sự hiện hữu của mình và cái sự sống của một chúng sinh ở kia. Một giọt mưa đã rớt từ trên mái nhà xuống, một đoạn của nó là 5 giây, và quý vị có thể là 5 ngày, 5 năm và 50 năm giống nhau về bản chất. Nếu như mà giọt mưa đã rơi mà không được để thấy thì uổng mất, mất vào thiên thu vĩnh viễn. Có một chàng trai trẻ nọ, bây giờ con bắt đầu kể chuyện nè, con thích kể chuyện lắm, quý vị cố gắng lắng nghe coi thử mình có trong câu chuyện đó không. Chàng trai ấy không có hiểu được tình yêu là gì. Tình yêu mà ở đây có bao nhiêu chàng trai trẻ chưa yêu, con cũng từng yêu và con cũng khổ đau thấy mồ về tình yêu, nói thật á. Và chàng trai trẻ đó biết có một vị thiền sư là bậc cao nhân xứng đáng để hỏi những cái câu trả lời mà chắc chắn là sáng suốt từ bậc chân tu ấy, chứ ai nghĩ mà một người tu mà hiểu chuyện yêu đứa. Nhưng mà người ta không yếu, nhưng mà người ta hiểu được cái bản chất của tình yêu, cho nên một câu trả lời sâu sắc từ trong cái hiểu đó chắc chắn là có thật. Cho nên tìm mò đến vị thiền sư và hỏi: bậc thầy, thế nào là tình yêu? Rảnh, anh ta rảnh anh ta mới đi hỏi thì tu về chuyện yêu được. Nhưng thiền sư rất là thiện xảo: này con, ở gần cái chùa của chúng ta có một cái vườn hoa, cái vườn hoa đó ở trong cái rừng á. Bây giờ để hiểu được tình yêu nhé, con với ta hãy chơi trò chơi này. Con đi vào trong cái vườn hoa đó một lần, được hái một lần, một lần thôi, quanh về cũng không được hái nữa, và hãy hái cái hoa đẹp nhất đem về đây cho ta.
Chỉ bấy nhiêu thôi hả bà thầy? Bấy nhiêu đó. Và vị thiền, và chàng trai bắt đầu đi vào trong khu vườn. Một cái hoa anh ta thấy wow đẹp, hai cái hoa cũng đẹp. Chắc là nếu mình hái cái hoa này á thì mình không có cơ hội để mà đi tiếp, mình hái thôi chứ về chứ đi làm chi nữa, phải không? Mình hái là hết rồi. Anh chàng ta đi đi và đi đi ngang qua khu vườn hoa và anh ta đi về đi về đi về và hai tay không có cái hoa nào hết. Vị thiền sư hỏi hoa đâu con? Dạ bạch thầy, con không hái được cái nào. Một vườn hoa mà không có cái nào không hái? Dạ có, nhưng mà con mới thấy nó không thấy đẹp, và con nghĩ cái kế tiếp còn đẹp hơn, và con nghĩ cái kế tiếp còn đẹp hơn, cho nên cuối cùng con đi sạc con vườn hoa. Và con nhớ lời thầy là một lần đi ngang qua và không được chọn lại lần nữa, con mất cơ hội. Vị thiền sư mỉm cười nhìn chàng trai nói, ấy chính là tình yêu. À, may mắn con bị tù. Để đó đi nha. Một ngày khác, anh ta cũng rảnh, chàng trai ấy lần mò tìm đến cái vị thiền sư và hỏi, lần trước con hỏi ngài về tình yêu, ngài đã cho con một bài học thú vị. Hôm nay con cũng lớn thêm vài tháng tuổi, và thầy, thế nào là hôn nhân? À, một chàng trai đi hỏi một người không có lập gia đình về chuyện hôn nhân. Vị thiền sư mới nói, con có nhớ vườn hoa bữa trước không? Dạ nhớ. Chơi đâu chơi đó nữa hả? Đúng rồi, con hãy lên cái vườn hoa đó hái một hoa đẹp nhất, với điều kiện một lần hái, đi một lần và về, không được lại lần nữa. Anh ta có kinh nghiệm rồi, lần trước thu thiệt, không lẽ lần này. Và đi một cái hoa đẹp, hai cái hoa, và anh ta thầm biết cái bài học trước. Và sau đưa tay hai một cái đẹp, nhưng mà những cái khác không đẹp, nhưng ta quyết định cầm cái hoa đó, cầm chắc thật trong tay, đi về. Dạ đây bà thầy là cái hoa đẹp nhất con hái được, chắc là đẹp nhất không? Dạ thực ra thì không bà thầy ạ, con thấy nhiều cái hoa khác cũng khá đẹp, nhưng mà nó đẹp mà nó không nằm trên tay con cũng bằng không. Vì vậy con đẹp ở đây quyết định là cái nó ở trong tay của con, bởi vì nó ở trên tay của con cho nên nó đẹp, chứ không phải bởi vì nó đẹp bản thân nó, bởi vì ít nhất thì nó có xấu hơn cái khác, nhưng mà nó là của con, con chọn nó, con chọn nó cho nên con nói nó đẹp. Và vị thiền sư nhìn anh ta mỉm cười, đó chính là hôn nhân. May mắn con đi tù. Ngày khác anh ta cũng rảnh, và bạch thầy, thầy đã dạy cho con hai bài học về tình yêu và hôn nhân, vậy bậc thầy thế nào là hạnh phúc? Con nhớ vườn hoa chứ? Lại vườn hoa nữa bậc thầy. Đúng, vườn hoa. Nhưng lần này con được lên cái vườn hoa đó nha, con hãy hái một cái hoa đẹp nhất, với cái điều kiện y chang như ban đầu, đem về đây. Và anh ta có hai bài học cũ rồi, vẫn đi và đem về một con hoa đẹp nhất trên tay. Con hoa này đẹp nhất chưa? Dạ bà thầy, đối với con giống như lần trước, tương tự như hôn nhân vậy đó. Cái hoa này không phải là đẹp nhất trong vườn hoa đó, nhưng con hài lòng với những gì con chọn. Hôn nhân là sau bao nhiêu cuộc đổ vỡ, đổ dở bởi vì mình thích quá nhiều, mình không biết cái nào mình chọn phù hợp cho sở thích. Khi mà sở thích quá nhiều, mình không biết thực sự mình muốn cái gì, thì mình gặp người này mình thích, mình gặp người kia mình thích. Và nhiều lần mình thích như vậy, mình tay trắng. Đến lúc này mình không chọn người mình thích nữa, mà mình chọn cái người phù hợp với mình, bởi vì mình biết cái thích thực sự mà mình muốn cuộc đời mình là gì. Cho nên mình chọn cái người mà phù hợp với cái mong muốn của mình đó, được gọi là kết hôn, hôn nhân. Và mình hài lòng với người mình chọn, được gọi là hạnh phúc. Bây giờ mình có đang hạnh phúc với người mình chọn không? Nếu không, nếu không là mình đang phản bội lại với lựa chọn của mình ban đầu.
Mình có đang hạnh phúc với cái lựa chọn của mình, bất kỳ là kết hôn với ai nha, kết hôn với công việc, kết hôn với cái nơi mình ở, hay kết hôn với một con người. Nếu như bây giờ mình không hạnh phúc với cái lựa chọn kết hôn đó, là mình đang phản bội lại với cái ban đầu tự do lựa chọn kia của mình. Rồi một ngày nữa anh ta cũng rảnh và đến hỏi vị thiền sư: bà thầy, vậy thế nào là ngoại tình? Ngoại tình, ngoại tình. Con nhớ vườn hoa chứ? Dạ, con nhớ. Hãy lên vườn hoa ấy, được đi qua một lần, đi về một lần và được chọn hái nhiều hơn là một lần. Hãy đem về đây một cái hoa đẹp nhất. Anh ta đầy đủ kinh nghiệm, lên và hái một cái hoa đẹp nhất nhưng mà đã héo, héo queo rồi. Thì sẽ hỏi: đây là cái hoa đẹp nhất. Dạ, nhưng mà tại sao héo queo? Dạ đẹp đấy, nhưng mà sau 2 tiếng con hái về héo queo. May mắn con đi tu. Một ngày kia anh ta rảnh lên hỏi vị thiền sư câu hỏi cuối cùng: bà thầy, thế nào là cuộc sống? Tình yêu, hôn nhân, ngoại tình, hạnh phúc, ngài đã dạy cho con rồi, nhưng mà thế nào là sự sống? Con nhớ vườn hoa đó không? Dạ nhớ. Hãy lên đó, giống như là điều kiện cuối cùng, được đi được về và hái nhiều hơn là một lần. Hãy đem về đây một cái hoa đẹp nhất. Sau mấy tháng lên không thấy anh ta về lại, vị thiền sư đi tìm anh ta. Giờ con đố quý vị, anh ta làm gì trên đó? À, vị thiền sư lên và thấy anh ta dựng một tấm liều ở bên cạnh một bụi hoa khá đẹp. Con làm gì đây, sao mà không về? Dạ bậc thầy, 4 lần trước con hái cái hoa, lần nào con cũng thất bại. Và lần này con hái cái hoa bằng cách con ở với nó. Thực ra đây là cái hoa lần thứ 2 con dời cái nhà qua rồi. Con ở với cái hoa trước nó héo rồi, bây giờ con dời cái tấm liệu con qua, con ở với cái hoa thứ 2 đây. Vị thiền sư mỉm cười và nói: đó chính là cuộc sống. Bây giờ chúng ta coi nhé. Cái thứ nhất nè, tình yêu là gì? Ở trong đây, ai một lần trong đời mình chỉ yêu một người và lấy luôn cái một người đó, làm chồng mình đâu lên tay, làm vợ mình đâu lên tay. Mạnh dạng lên tay như lòng thành phúc đó. 1, 2, 3, 4, 2. Với một cái số đông như gần 100 người mà chỉ có 4 người có được cái may mắn đó. Ai nhiều hơn 3 mối tình dám lên tay không? Có đồng giá. À, nó nghĩa là gì? Khi mà anh ta với cái lòng tham đi ngang qua từng cái hoa một, anh ta không chọn được một cái hoa nào hết, là không phải hoa không đẹp mà lòng tham của anh ta không vừa lòng với một cái hoa nào hết. Và nếu cuộc đời này cho mình 5 ngày để sống mà mình đi qua mỗi ngày mỗi cái hoa mình không vừa lòng với một cái hoa nào hết, thì mình chết trong ngày thứ 5 cuối cùng mình không lấy được người hết. Thì tình yêu đó là gì đó? Mình muốn ăn qua cái miệng là tham ái, mình muốn nhìn qua đôi mắt là tham sắc, mình muốn nghe qua lỗ tai là tham cái âm thanh, và mình muốn ái tình dục vọng được gọi là tham ái. Cái lòng tham đó đổ vô cái gì thì cái đó bất tận, không bao giờ có đấy, không bao giờ có sự thỏa mãn. Lòng tham là còn đấy. Cho nên lòng người của mình á, thấy một cái hoa đẹp này chứ mà nghĩ rằng có một cái hoa đẹp nào đó đang đợi mình. Ví dụ trong chợ mua một nắm rau, lúc nào cũng đầu mình là cũng có một cái hình ảnh nắm rau đó, cái món rau nó đẹp nhất, ngon nhất, rẻ nhất, và mới vừa vô lần đầu tiên mà thấy có thể nó là nhất rồi đó. Nhưng mà mình nghĩ ra có nhiều cái nhất nó đang đợi phía trước rồi, và mình không mua cái này. Nếu như giả dụ mà mình chỉ được chọn một lần mua thôi, mình đi ngang qua mình không được đi về, thì dĩ nhiên cái lần trước mình sao, cái hoa đầu tiên hay cái món rau đầu tiên mình bỏ lỡ mất rồi. Và ai đi chợ trong đây mà vô có thấy mua một lần bao nhiêu tay coi, thấy là mua chứ không có lựa đó. Đó, đi vô trong shopping mà mua dép, đi vô chợ mua rau, mua bất kỳ cái gì mà thấy mua liền mà không có lựa chọn bao nhiêu tay được. Đó,
Ở trong nhà Phật, Đức Thế Tôn dạy luật cho người tu á, thấy là mua không được trả giá. Tại sao vậy? Ngay chỗ này nè, cái gì trả, cái gì lựa, nó lòng tham. Mà ta bước vô trong chợ và ta bắt đầu kiếm một cái bó rau, mà bó rau đẹp nhất ta mới chịu, ta đi hết chỗ này đến chỗ kia mà ta đi ngang qua không có bó rau nào hết, cuối cùng là ta mua cái bó rau xấu và không biết chừng nữa. Cho nên khi mà mình mới lớn lên, mới tuổi dậy thì mình chưa có biết cái mình, cuộc sống mình thực sự muốn cái gì. Cái gì mình cũng thích hết. Mình có cái hình ảnh này kia mình cũng thích, mình ở với người kia có cái gì đó mình cũng cảm hứng. Cái việc nọ họ làm kia mình cảm thấy mình cũng bị kéo theo. Thành ra cái tâm mình nó chạy theo bất kỳ một cái đối tượng nào đó mà tai mắt mũi lưỡi mình chặt chào. Thì mình không biết mình muốn cái gì, cho nên có một cái gì nó cũng làm cho cái tâm tham mình nổi lên. Thành ra khi một người chưa trưởng thành, từ tuổi dậy thì đến khoảng 30, trước 30, người đó yêu rất nhiều mối tình. Vì sao? Vì họ chưa biết được bản thân họ muốn gì, và họ muốn nhiều hơn một người, bé đó họ sẽ cua. Tay thì cầm điện thoại, tay thì nghe điện thoại, tay thì cầm nhắn tin, một tay khác nói chuyện với một người khác. Nhắn tin với người này rồi buổi tắt, rồi nhắn tin với người khác, nhắn tin một lần nhiều hơn một người. Vì mình không biết mình muốn cái gì. Nếu thực sự mình biết mình muốn cái gì, mình không làm việc đó. Cho nên nếu mà mình đi tìm hạnh phúc qua lòng tham á, là mình giống y chang như anh chàng đầu tiên đi qua cái vườn hoa cuộc đời và không hái được một hoa nào ấy. Bởi vì cái lòng tham mình nó không có biết dừng lại, mình biết đủ. Lòng tham của tình yêu gọi là tham ái, hay là lòng tham của bất kỳ một cái gì qua tai mắt mũi lưỡi của mình, mình sẽ bỏ lỡ tất cả cơ hội mà sự sống hiến tặng. Chẳng hạn mình ngồi đây nha, mà mình không hài lòng với cái không gian này thì mình đang làm gì? Mình đang suy nghĩ. Cái gì suy nghĩ? Cái tham nó suy nghĩ. Bởi vì chứ suy nghĩ gì chứ? Ta suy nghĩ là để ta lấy cái suy nghĩ đó ta sử dụng cho mục đích hạnh phúc của mình. Mà nếu mình ngồi đây mình không hạnh phúc thì mình suy nghĩ mà mình hạnh phúc là chuyện mơ hồ. Suy nghĩ nó không có thể hạnh phúc. Hạnh phúc là bỏ suy nghĩ xuống. Hạnh phúc không phải là suy nghĩ, là chiếc cầu suy nghĩ đâu. Muốn hạnh phúc, bỏ suy nghĩ xuống. Và tự động cái gì đang là cái thứ mà mình có duy nhất. Còn cái thứ mà mình tưởng tượng ra, cái thứ mình có này mình không sở hữu được. Làm sao mình sở hữu được cái thứ mình không có? Cái việc nghe kỳ kinh này, chẳng hạn như mình đang ngồi đây, cái lưng mình thẳng mình thấy không? Cái tâm mình an mình thấy không? Mình đang được tu tập mình thấy không? Mình đang được hạnh phúc và tự do mình thấy không? Để có được một ngày hôm nay, dĩ nhiên mình sắp xếp mọi thứ có đúng vậy không? Nếu tâm mình không vừa lòng, mình đang suy nghĩ về đối tượng đó, nó chính là tham. Bởi vì cái lòng tham nó sử dụng cái suy nghĩ để nó muốn đạt một cái gì đó ở phía sau suy nghĩ. Cho nên người nào mà suy nghĩ nhiều, người đó tham nhiều. Người biết không? Khi mà mình nói khổ là trong lòng mình có một thứ, đó là suy nghĩ. Ai suy nghĩ? Lòng tham. Tại sao nó suy nghĩ? Vì nó không vừa lòng với hiện tại. Và nó suy nghĩ một ngày bao nhiêu lần đêm còn hết. Nhưng một ngày nó có bao nhiêu thứ? Nhiều hơn là một người thương, nhiều hơn là một thứ mà người thương nó cho, nhiều hơn là những thứ mà bình thường nó mong mỏi cả bao nhiêu năm bây giờ nó mới có mà nó không thấy. Như vậy nếu mà nó được sống một ngày trong 24 tiếng, nó được đi ngang qua một lần qua 4 tiếng đó thôi, mà nó không ý thức được cho một cái thứ gì nó đang có, một con người nào nó đang ở, thì coi như nó mất trắng tay, giống như cái anh chàng kia đi qua một vườn hoa không thấy được cái nào hết. Chẳng hạn như sáng giờ, từ khi ở giác ngộ đến khi xuống đây, đến khi xuống núi, đến khi xuống đây, đến khi đến lễ sơn, đến khi ngồi xuống đây, mà mình thấy không có gì đâu. Tu là sao? Tôi không thấy gì chứ. Thầy không nói gì, tôi không cảm nhận được gì. Là cái tâm của mình giống y như anh chàng đó đi tìm một cái gì đó ở phía trước, miết cứ hướng tới phía trước mà hướng tới. Và dĩ nhiên khi mình hướng tới cái tâm mình không ở đây, không ở đây thì nó không nhận ra những gì hết. Mà mình cố gắng mấy hôm nay mình mới được là mình y chang như anh chàng đó, mình mất nó. Nó không đơn thuần là tình yêu, nó là lòng tham. Và khi mình để cái lòng tham ở trong lòng mình mất những gì mình có.
có ý nghĩa của câu chuyện. Cái việc thứ hai là khi mà mình biết rằng dù cái hoa mà mình hái trong tay đó nó không phải là đẹp nhất, nhưng mà mình chọn lựa nó, bao nhiêu lần mình thất bại. Ví dụ như ngày hôm qua mình đã đi đâu đó nhưng mà thấy nguyên một ngày mình đi tu tập hay là mình đi làm việc thiện gì đó mà lòng của mình nó bất an mà nó không có hạnh phúc, trong khi mọi người đều có một nụ cười tươi nở trên môi và ai cũng thấy đặc biệt, có mình thấy không đặc biệt, cái mình rút kinh nghiệm tối nay mình về mình ngồi thiền và mình thấy à, mình muốn cái gì mà hôm qua cũng hạnh phúc mà mình có một cuộc tu tập như vậy, một chuyến tu tập như vậy mình nó hạnh phúc à. Bữa nay đi vô thầy Hồ Phương mình coi thử cái tâm mình nó nghĩ cái gì. À, khi bước lên xe đi với đại chúng, đi với thầy Hồ Phương xong, cái tâm nó không suy nghĩ nữa. Coi thử mình suy nghĩ cái gì, cái là một tích nó không suy nghĩ nữa. Để coi thử bây giờ chuẩn bị nè, đại chúng hỏi thử trong lòng ta đang suy nghĩ cái gì và lắng nghe thử câu trả lời. Đừng có trả lời, lắng nghe câu trả lời thử trong lòng mình có cái gì không. Khi mà nói ta đang suy nghĩ cái gì hả, ta coi thử ta đang suy nghĩ cái gì không. Đây là tuyệt chiêu tu hành của thầy. Mỗi lần mà thầy suy nghĩ nhiều, thầy nói với thầy là để coi thử cái suy nghĩ kế tiếp là gì. Ta lắng nghe là lập tức một không gian nó xuất hiện, không có suy nghĩ nào hết. Thì đến hôm nay đi với ông thầy Hồ Phương coi thử cái tâm mình nó có giống như tâm hôm qua không. Khi mình bước lên xe mình đi và mình lựa chọn mỗi phút giây, dù cái phút giây đó nó không được đẹp bởi vì nó ngứa lưng, nó không được đẹp bởi vì nó đói bụng, nó không được đẹp bởi vì nó leo núi, nó không được đẹp bởi vì nó tìm cái thứ mà nó có mà nó không vừa lòng, nhưng mà ít nhất là nó đang có cái phút giây đó, nó kết hôn với phút giây đó. Kết hôn ở đây không phải là lấy hai người đơn thuần, kết hôn ở đây là ta làm một với cái phút giây hiện tại, ta không sử dụng phút giây này như là phương tiện để đạt được phút giây kế tiếp, ta không ở đây để ta ở nơi đó, ta không sử dụng cái vật này để ta đạt vật kia, ta không lấy anh để ta được hạnh phúc, tôi không có em để tôi làm cái mục đích gì đó trong đời tôi. Tôi không phương tiện hóa con người của anh là một sự sống thành một đồ vật để cho lòng tham của tôi được thỏa mãn. Tôi không làm điều đó. Tức là ta không phương tiện hóa cái quốc gia hiện tại. Đó chính là tu. Những gì cũng tu là những gì cũng nói. Còn xuống đây, con được đi với đệ tử mình từng bước một, lòng con rất là hoa. Nó vui. Dưới một ánh nắng chiều, tiếng nhạc, tiếng gió, tiếng mưa, tình người, tình đạo, tình thầy trò. Nếu anh không vui nữa, anh tìm cái gì trong cuộc đời này? Anh sẽ mất tất cả. Và con nguyện kết hôn với phút giây hiện tại, nó là tri kỷ của con. Dù phút giây đó cái lưng nó có đau, cái bụng nó có đói, thì ít nhất là còn có nó. Còn không, còn chỉ có những thứ tưởng tượng trong đầu, dĩ nhiên tưởng tượng là không có thật. Vì hiểu cái chỗ này, anh ta hái một cái hoa về đưa cho thiền sư, nhưng cái hoa đó dù là không đẹp nhất, nhưng cái hoa đó là cái thứ anh ta lựa chọn. Con đã đến cuộc đời này hơn 30 năm, con chưa có hạnh phúc nào đích thực cả. Con đi ngang qua 30 năm đó mà tay con trắng, và đủ kinh nghiệm để cho con không trắng tay nữa khi cuộc sống vẫn còn cái thân tâm khỏe mạnh này. Tội đất chứ. Nếu những gì bây giờ con có, dù nó không là nhất trên đời này đi, nhưng mà ít nhất là con có nó. Con kết hôn với những thứ con có, là những gì đang hiện tại đó, đó. Cái thân này và cái tâm này còn kết hôn với nó. Những gì mà cái thân tâm này nó có ở bên ngoài kia và nội dung bên trong cái thân tâm này rồi, kết hôn với nó, làm người tình với nó. Chúng ta có đang kết hôn với cái đời sống mỗi phút giây hiện tại của mình không? Nếu không thì mình đang là người đi tìm tình yêu như anh chàng kia. Tình yêu đó có thể là một ngôi nhà, có một ngôi rồi có người nữa, có một chiếc xe rồi có một chiếc nữa, có một đôi dép rồi có đôi nữa, có một người bạn rồi có người nữa, có một đứa con, hai đứa con gái rồi muốn có đứa con trai nữa, có hai đứa con trai muốn có đứa con gái nữa, có một bộ đồ rồi muốn có một cái nữa, muốn có một cái nữa. Cái muốn có một cái nữa đó là một bé thơ chưa xác định được mình muốn cái gì trong cuộc đời, mà cuối cùng mình có gì hết. Con thấy mình ba mươi mấy năm cuộc đời mình không có cái gì hết, mà bây giờ mình không tội gì mà mình đánh mất những gì mình có. Dù những gì mình có là không nhất thì ít nhất là mình có.
dù những gì quý vị đang có, dù là không nhất, nhưng quý vị biết không ai có thể dễ dàng có những thứ quý vị đang có. Biết không? Hãy kết hôn với những thứ đó. Cái nghĩa thứ ba, hạnh phúc. Chàng trai nó cầm cái hoa và cái hoa đó là lựa chọn sống với bao nhiêu kinh nghiệm của anh ta hài lòng với nó. Bây giờ cái thân tâm con tu hành không được bao nhiêu hết, vô minh đại dãy, đủ thứ nghiệp ác, bây giờ ông hành hạ con đó, đâu phải cách, đâu phải cách. Vậy con làm sao? Con phải hài lòng với những cái quá khứ của mình đã tạo. Hài lòng để chỉ rút ra bài học kinh nghiệm để làm lớn lên cái hạnh phúc đang có. Ít nhất là những gì con có là cái thân tâm này bây giờ là dù nó có tệ cỡ nào nhưng mà bây giờ con đang có nó. Nhưng không hài lòng thì con đang sử dụng nó mục đích ngược lại là chống đối con sao? Nó có đây, bao nhiêu quá khứ nó trải qua đó, không hơn, không kém, không dư, không thừa. Để chi? Để con tỉnh thức. Nếu con không học được cái thông điệp đó cho bản thân mình thì con đang làm gì? Con đang phản bội những gì con đang trải qua. Nếu mà chúng ta không đang học được những gì chúng ta trải qua mà chúng ta ngồi dằn vặt quá khứ với những thứ đó là chúng ta phản bội mình. Bởi vì những thứ mà mình trải qua đó là để cho mình trưởng thành chứ không phải để mình hành hạ mình. Các bạn hiểu chưa? Các bạn có từng hành hạ mình với những cái thứ mình trải qua không? Người mình thương, việc mình làm lỡ hay lỡ làm việc này hay không làm việc kia, người đó tại sao không làm việc đó với mình, rồi tại sao làm việc đó với mình? Mình ngồi mình dằn vặt miết, thậm chí trong bữa cơm mình dằn vặt miết, thậm chí trong giấc ngủ, ngủ và mơ luôn, thậm chí ngồi như người này mà ghét cái quá khứ của họ, ngồi như người kia mà nói chuyện quá khứ của người nọ. Như vậy hạnh phúc á là sau khi mình đã lựa chọn một thứ và mình hài lòng với thứ mình lựa chọn. Bây giờ con đã lựa chọn một đời tu, cái ông ngồi nói ôi ngoài kia hoa hàng cũng đẹp, danh vọng cũng ngọt, ái tình cũng tuyệt, cái con ngồi con hối hận với một đời mình, ôi trời đời thứ mùi vị này sao, không lẽ ngồi tơ tưởng những thứ mình không có để chi vậy, để mình khổ, vậy là mình khờ phải không? Cách của con là vậy, mình là người tu, mình còn khỏe, mình còn thân khỏe tâm an, mình có đệ tử những người yêu thương trường cùng riêng cũng đường tỉnh thức, mình có những người đồng đạo tu hành, mình đã chọn một đời tu hả? Và nếu mình không hài lòng với những gì mình chọn nữa thì không ai trên đời này có thể giúp mình được. Khi mà thân tâm này mà làm việc chống đối mình thì Phật Chúa cũng bỏ tay, thân tâm này là để hỗ trợ mình mà mình lấy nó chống đối mình thì quý vị nghĩ ai giúp mình, không ai giúp mình được. Bây giờ mình coi nè, ví dụ như cô đi, anh đi, con đi, mỗi cây mỗi lá mỗi nhà mỗi cảnh ai giống ai không? Trong một số một lượng người ngồi đây, mỗi suy nghĩ của chúng ta khác 100%. Cái mặt mình khác là bởi vì cái tâm mình khác, không giống một chút nào luôn, không có trong cái mặt này không có ai giống ai vậy. Bây giờ mình hỏi cái khác biệt đó là đâu? Mình chọn, nhưng mà bây giờ mình rất là không hài lòng với những thứ mình chọn. Mình có cái gì đó cứ phải làm, cứ phải nghĩ, cứ phải đạt, cứ phải cố gắng. Đó nữa nha, cái đó nếu mình không khéo tu tập, cái đó là lòng tham. Mình không kết hôn với những gì mình có là cái lòng tham nó khiến cho mình đi ngang qua những thứ mà mình chọn, và mình không hài lòng với những thứ mình chọn là mình đang chống đối với chính mình và mình là nạn nhân của những thứ mình chọn. Mình ở với anh ta cái mà nói tôi mà ngày xưa tôi biết là tôi không có lấy ông, tôi mà ngày xưa tôi biết là tôi không có lấy ông, tao mà ngày xưa tôi biết tao không có sinh mày. Yes, hồi hay cứ như vậy đó. Đó là cái tâm bất mãn với quá khứ mà cái thứ mình tự do như là một con người mình muốn chọn. Nghiệp chính là tự do, nghiệp nhân á là tự do đấy. Mình chọn đời tu mà cái lâu lâu cái tự động cái mình ngồi xuống mình nghĩ mình thấy buồn mình nhớ nhà cái mình đắp một phiền cái mình quay lại đó, cái buồn phiền hà này không phải là do tu hay không tu mà do mình không có hài lòng với thứ mình chọn, mà mình chọn là mình có tự do mình lựa chọn. Nếu lúc đó cha mẹ mình không cho mình tu, mình đau khổ bởi vì mình không có tự do để lựa chọn cái thứ mình thích, bây giờ thì mình lại đau khổ với cái thứ mình đã được chọn. Rõ ràng là cái tâm hồn này là cái thứ
quái gở là cái viên đạn quay ngược lại bắn chính mình. Và khi nó bắn chính mình thì ai có thể cứu mình? Không ai. Cho nên đừng có tin vào cái tâm mà nó đang kháng cự với những cái thứ hiện tại mà còn. Mỗi lần mà nó nổi lên một cái tâm bất mãn, biết nó liền. Cái tâm bất mãn đó là cái tâm quay lại nhất, tâm không có thật. Đó chính là khi mình thỏa mãn những gì đang có là hạnh phúc. Hài lòng á, chứ phải thỏa mãn nha. Vậy bây giờ đại chúng coi thử hàng ngày mình có hạnh phúc không? Nếu không có tức là mình không có hài lòng với những thứ mình có. Nó mâu thuẫn đó thôi. Lại cái chỗ là mình phải mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu tình thương để mình có những thứ mình có. Nhưng mà bây giờ mình không hài lòng những thứ mình có, mà kẻ ác, người xấu, cái tồi tệ nó hại cuộc đời mình thì có lý. Đừng là những cái thứ mình thương yêu, mình dồn hết năng lượng, tâm tư của mình vào trong đó mình có được, mà bây giờ nó hại mình là vô lý. Có phải mình thương yêu anh ta mình mới lấy? Có phải mình thương yêu lý tưởng mình mới đi? Có phải mình tự do chọn cái thứ mình thích? Vậy mà bây giờ mình ngồi để những cái thứ đó nó phá hoại trong lòng mình là dĩ nhiên. Hết thuốc chữa. Đó là cái ý nghĩa hạnh phúc. Nữa là ngoại tình. Ngoại tình là sao? Khi trong con tim của anh không có tình yêu, anh là một kẻ ngoại tình. Bất kỳ lúc nào, bất cứ ở đâu. Ngoại tình không phải là một cái tình nào đó bên ngoài hùng thú và anh lén lút như thế này. Ngoại tình tức là trong lòng anh không có năng lượng sống hạnh phúc an vui với cái hiện tại phút giây này, và anh đi tìm một cái gì đó ngoài phút giây này, cái đó được gọi là ngoại tình. Anh không kết hôn là anh đang lấy lòng tham đi tìm tình yêu. Anh kết hôn với cái phút giây này, với những gì anh đã có mà anh không hài lòng với nó, tức là anh đang đau khổ. Anh đang đau khổ thì anh đi tìm thức ăn, anh đói thì anh đi nghĩ tới thức ăn, anh khát và anh nghĩ tới thức uống, và anh buồn ngủ anh nghĩ tới chỗ ngủ, và anh không có thương yêu trong lòng, anh nghĩ tới cái đối tượng muốn làm cho cái thương yêu nó trỗi lên, và cái khát khao được thương yêu đó được gọi là ngoại tình. Và khế ước đạo đức của xã hội nó làm cho mình không dám đi lấy một người khác, bởi vì họ hàng tai tiếng đạo đức và niềm tin thôi, chứ mà cho mình sẵn sàng tới coi mình sẽ tung hoành phố địa. Ngoại tình tức là lòng mình đang bất an, và nếu mình không thấy cái bất an đó, cái tâm mình thế này, mình ngồi đây mà cái tâm mình như này, tìm kiếm chính là ngoại tình. Hiểu chưa? Ta có đang tìm kiếm, ta đang ở một nơi mà ta nghĩ về một người khác, ta ở một người mà ta nghĩ về một người khác, ta đang có những thứ này mà ta không hài lòng, ta nghĩ tới một thứ khác qua cái thứ ta đang có, đó chính là ngoại tình. Ngoại tình tức là chúng ta không có tình và ta kiếm một cái tình bên ngoài đổ vô trong ta, được gọi là tình từ bên ngoài đổ vô, được gọi là ngoại vô đây, được gọi là ngoại tình. Còn cái tình của ông thầy tu như con thì sao? Một chiếc lá cũng là người con yêu, một cái giọt nắng chiều cũng là người con tri kỷ. Mà không con cô đơn, con làm gì với những cái nhà bếp của chùa, lên trên phòng ngủ và ra nhà vệ sinh chứ? Cứ một ông thầy tu cứ còn lại với bốn bức tượng chùa. Nếu mình không có một người tình để mình thương thì mình sẽ cô đơn. Mình cô đơn như vậy làm gì mình vô rừng mình ở được, là gì mình nhập thất được, làm gì mình đứng cái con ở trong rừng sâu được, nếu ngày không có tình yêu. Ngày yêu từng chiếc lá một, ngày yêu từng giọt nắng chiều, ngày yêu từng cái xôn xao của một cơn gió. Khi tình yêu của mình có sẵn trong lòng thì bất kỳ đối tượng nằm bên ngoài kia, có hay không, đẹp hay xấu, nam hay nữ, giàu hay nghèo, không quan trọng. Vậy khi mà trong lòng ta ngọt ngào, có năng lượng yêu thương thì ba y bình an là đủ rồi, ăn ngày bữa là đủ rồi. Khi mà anh có nhiều hơn là một bộ đồ, một đôi dép, một kiểu tóc, một người thương, là tôi biết anh đang là một kẻ đáng thương vô cùng. Bởi vì lòng anh không an, cho nên anh đi tìm những, đi kiếm những thứ bên ngoài kia đó phá lấp cái bất an ở trong lòng. Còn khi mà ta đã có niềm vui sống trong lòng, ta đã có tình yêu trong lòng, để ta có nhiều hơn một thứ để làm chi? Mà công giữ, mà công dặn, mà công lo lắng nó mất, phải không?
Chứ bây giờ mình hiểu làm sao mà tôi thấy tôi cứ bay mình bác cứ ăn nhờ ở đậu ở bụi ở rừng đi xin ăn khất thực chỗ này chỗ kia làm như vậy? Đúng không? Đó là cách mà ngài duy trì sự sống thôi. Trong lòng ngài có đủ hạnh phúc, ai có duyên ngài cho chút xài, ngài không còn là kẻ ngoại tình nữa. Còn nếu chúng ta không có tình, chúng ta sẽ đi tình, đi sinh tình từ bên ngoài được gọi là ngoại tình. Chúng ta có đang đi sinh tình không? Chúng ta có đang đi sinh một chút tình từ người đó luôn, người tức đó là chồng ta, vợ ta, hay là một đứa cháu của ta, hay là một người con của ta, đó. Tại sao con không hiểu mẹ? Tại sao anh không hiểu tôi? Đó là cách mà ngoại tình đó. Tại sao chị không hiểu em? Tại sao em hiểu chị? Mình hỏi như vậy là mình hỏi một chiếc lá. Tại sao lá không hiểu tôi? Tại sao buổi chiều không hiểu em? Tại sao hoàng hôn không hiểu mình hả? Tại sao? Bởi vì mình không có mặt ở đâu. Bởi vì mình móc mặt. Bởi vì mình dắt cái mặt mình đi chỗ khác. Còn khi mà mình có thể ở trong từng phút giây, mình kết hôn với những gì trong cái phút giây hiện tại, mình làm một với những gì ở đây và bây giờ, người tình của mình là cái phút giây này, và cái hạnh phúc của mình là thỏa mãn với những gì trong phút giây này biểu hiện ra, thì mình không có ngồi đây và hỏi mục đích của cuộc đời là gì. Mình không có ngồi đây và đi tìm tình yêu và hạnh phúc. Mình không có ngồi đây và đi suy nghĩ đây là một điều gì. Khi một người đang nó họ không bao giờ nghĩ về tình hạnh để biết chứ. Cho nên khi mà ta đã có hạnh phúc thật sự trong lòng, những lúc thấy con ta không cần nhiều hơn là ba cái ít. Ta không cần nhiều hơn là một bình bát, ta không cần nhiều hơn là ba đứa. Ta là một người. Khi mà mình đòi ăn nhiều, đủ loại mà phân biệt con chay ăn mặn, khi mình cần nhiều hơn một bộ đồ màu này màu kia, khi mình cần đứa con mình phải hiểu mình thế này thế nọ, khi mình cần người thương của mình phải đáp ứng cái điều A điều B, là biết mình đang là kẻ ngoại tình. Cái mối chuyện thứ tư là sự sống. Thế nào là sự sống? Anh ta lên ở trên cái vườn hoa đó và anh ta xây một tấm liều, anh ngồi với cái hoa đó cho đến khi cái hoa nó tàn, anh dời qua cái hoa khác, anh xây một tấm liều anh ở. Tức là sao? Khi thầy ngồi với đại chúng thì tâm của thầy là đại chúng, là một ở đây, không có được lấy cái tâm này bỏ chỗ khác, không có được cái xác ngồi đấy mà cái hồn là tiêu. Nó nghĩa là anh lên đó cái anh thấy cái hoa đẹp, cái lập tức cái tâm tham mà nó nổi lên, cái anh muốn đem cái hoa đó về nhà. Anh hãy làm một chiếc cái hoa đó ở chỗ đó, anh đừng có đưa cái tay của anh lên vẽ cái hoa. Anh sẽ làm to khi mà anh nghĩ rằng cái tay của anh cầm cái hoa 5 phút sau mà nó vẫn đẹp như nó ở bên cạnh. Nếu anh biết 5 phút sau mà cái tay của anh cầm một cái thứ mà nó thích, anh vẽ nó không? 5 phút sau nó héo. Giống như ngoại tình vậy đó. Sao ăn phở và ăn bò quế lúc nào nó cũng ngọt, nó ngon hơn bởi vì mình dùng trộn mà, cho nên nó rất rất là ngọt ngào. Bắt đầu của sự cũng trộn là ngọt ngào và đoạn giữa là chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ và nữa là chán chường rất nhanh chóng. Nó giống như củi tre thì nó cháy phồng phồng lên rồi sao nữa, tàn rất là nhanh. Cho nên đẹp vô cùng thầy ơi, nhưng mà cái hoa đó 2 tiếng sau là héo úa héo. Vì sao? Vì tôi mất lương tâm, tôi mặc cảm tội lỗi, tôi thất đức, vì tôi không cảm thấy mình xứng đáng như là một con người cha, như là một người chồng, hay là một người mẹ, hay là một người vợ. Từ đó cái tâm mình mà nó mất cái đạo đức tự động, mình hối hận với chính mình thì đẹp cỡ nào, ngon cỡ nào là mình đi không? Không. Và bây giờ để mà hiểu được cuộc sống, anh ta trải qua 4 lần như vậy để đi ngang qua. May mắn quá là gặp một bậc cao tăng để cho anh ta cơ hội 4 lần như vậy để anh ta mới sống được. Còn mình không, nếu mình không học, mình không tu thì 4 cơ hội đó mình có hiếm lắm, không có được. Và mình không hiểu được cả một đời của mình. Mình lo 3 thứ, suy nghĩ và cảm xúc. Đến cuối cuộc đời chúng ta nhìn một người chết, cái gì trong lòng họ sợ, cái gì nó làm vậy đó, cái suy nghĩ trong đầu họ, cái cảm xúc trong đầu họ, không có gì khác. Trên một trận một
trận đá bóng à, nó là trò chơi, đó là thể thao. Nó có chơi không? Nó có chơi. Tâm họ vẫn sợ cái đáy banh này bị dẫn vào chân của người khác. Tâm họ lúc nào cũng sợ chuyện không ổn sẽ xảy ra và lưới của họ sẽ rách bởi vì đội bị tấn công. Trong một trận đấu bóng đá được gọi là thể thao giải trí, nhưng mà năng lượng của đấu tranh và hơn thua cực kỳ ở trong đó, huống hồ gì cuộc đời. Và ta tranh giành suốt cả một cuộc đời như vậy với cái năng lượng suy nghĩ và cảm xúc của trong lòng mình cho đến khi cuối cùng chuẩn bị chớp mắt cũng không yên được. Đấy. Trầm cảm, đau khổ, mệt mỏi là bởi vì ta không có khả năng sử dụng để chuyển hóa cái suy nghĩ và cái cảm xúc theo ý mình muốn. Từ lúc nhỏ bắt đầu 5-7 tuổi, cha mẹ mình không dạy điều đó và trường cũng không dạy điều đó. Không ai dạy mình cách để sử dụng cái con dao rất là bén nhạy của cái suy nghĩ và cái cảm xúc mà loài người mới có. Thành ra cầm một con dao mà bén trong tay mà tay mình chưa vững vàng thì nó cắt ấy, nó cắt chính mình. Cho nên nếu cha mẹ nào biết tu là đứa con đó có phước lắm, nó sinh ra ở gia đình đó. Bởi vì nó sinh ra lập tức nó được cha mẹ nó dạy cách cầm đứa dao. Còn nếu cha mẹ mà có một chút phước đức, đứa con nó có thể nó nguyện nó sinh ra và nó dạy lại cho cha mẹ cách cầm lưỡi dao. Bởi vì cha mẹ đã bị cả cuộc đời ba thứ danh lợi tình cắt xé tan rã, và họ vẫn không tin chuyện nhân quả, đạo đức, tội phúc, tu hành. Thì đứa con có thể là một vị hóa thân sinh ra trong gia đình đó để độ cha mẹ mình. Bây giờ con ở đây, con ngồi đây thì không gian này của con là đẹp nhất. Con nhìn một cái hoa thì con nhìn hết năng lượng sống của con vào con hoa đó. Con nhìn một người thì con nhìn hết cái năng lượng của con vào người đó. Đó là cách con thực tập. Nhiều khi con nhìn nó trên mặt cái tâm nó sạc cái năng lượng khác kéo về liền. Đó là cách con thực tập. Tức là khi mình ở với hoa này, nó nở có một lần thôi, đừng có đưa tay vẽ nó, 5 phút sau là nó héo. Dù cái gọi là hạnh phúc cái chăng nữa thế, nó cũng héo. Tôi thỏa mãn cái chăng nữa với những gì ta chọn thì người đó có mất không? Cũng mất. Mất mà tất cả rồi ta đi, ta đánh tay mà. Cái hoa nó đẹp ngay dưới đó, dọn cái nhà ở chỗ đó. Dọn cái nhà ở tới chỗ đó tức là sao? Ta dọn cả cái thân tâm của mình tới ở với cái phút giây hiện tại. Cái thứ mà ở đó một cái điều gì đó nó biểu hiện ra thì ta ở với cái thứ đó một cách trọn vẹn 100% năng lượng vào chỗ đó, được gọi là thưởng thức sự sống. Dọn nhà tới ở với một đôi hoa. Bây giờ giống như mấy con đi tu mà tâm cứ ở nhà, tức là không có dọn nhà của mình ở cái nơi tu hành, đứng này trong lúc đó với cái năng lượng mà thân một bên, tâm một bên, hai đứa nó ly dị thì sao? Nó chẻ đôi năng lượng, chẻ đôi năng lượng thì sao? Lúc nào năng lượng sinh ra thì sao? Mất đi, cứ sinh ra mất đi thì sao? Mình phải ăn nhiều, mình phải nghỉ nhiều, mình phải ngủ nhiều. Mỗi lần ngủ là ngủ mê man, mỗi lần ăn là ăn như vợ. Bởi vì trong lòng mình, một là thân xác là quá nhiều, hai là tâm suy nghĩ quá nhiều. Thân xác thì không sao nha, nhưng mà tâm suy nghĩ quá nhiều là mình mất tuổi thọ, mình sống đau khổ. Bởi vì năng lượng sinh thì năng lượng diệt, mà sinh diệt thì mình phải cho năng lượng vào. Bây giờ mà mình chậm một cái củi đi, nếu như mà oxy nó không đủ, cái củi nó bốc khói rất là nhiều, phải không? Thấy khói không chứ không thấy lửa. Thấy khói không? Rồi cho rất là nhiều trong mấy tháng, không phải ánh sáng không mấy tháng. Còn y chang như vậy với cơ thể mình, khi đưa vào một thức ăn thô, nó cần năng lượng oxy để nó chuyển thức ăn thô đó thành thức ăn dinh dưỡng tế để nó nuôi từng cái tế bào của cơ thể mình. Thì bao nhiêu mình chuyển vô trong đầu mình những cái thứ thông tin này, yêu thương này, kinh nghiệm này, đau khổ này, hạnh phúc này, nó cần cái tỉnh táo của mình để nó chuyển hết những thứ đó thành dinh dưỡng kinh nghiệm của tâm linh để nuôi lớn lên tỉnh thức của mình. Nếu không đủ thì sao? Rồi đó là thân đó nha. Khi mà oxy không đủ thì sao? Thì cơ thể mình gầy rồi. Còn khi tâm của mình mà không đủ tỉnh thức thì sao? Một người mà đụng tới mình mình phải không? Khi mà một người có một cái không gian trong đầu họ, bất kỳ một cái thứ gì ngoài kia nó chỉ là một hạt cát, nó giống như là bóng tối, không bao giờ sợ ánh sáng. Sáng cứ vô đi, em cứ vô, ta sợ, bởi vì ta biết em có thật. Để
mà thực sự sống là mình phải làm một giây phút giây này, mình dọn cái nhà thân tâm về cái phút giây này mình ở, mình có một cuộc hẹn với cái phút giây hiện tại mà mình đừng có đánh mất cuộc hẹn đó. Và khi mình ở với người này, mình trọn vẹn ở với nó, mình làm cái việc này mình trọn vẹn công việc đó. Khi mình rửa một cái chén, mình hãy rửa bằng cả cái sự sống mình vào, và cái nước chạm lên cái tay mát nó sao, cái mùi xà bông nó thơm nó thế nào, cái hơi thở mình như thế nào, cái thân mình như thế nào, cách ngồi mình như thế nào, cái tâm mình như thế nào, mình thấy hết toàn bộ câu chuyện trong ngay cái chén mình rửa một cái chén. Ủa chứ mình không làm đó chứ mình làm gì? Cái tay rửa chén và tâm suy nghĩ, đó chính là sinh tử. Sinh tử tức là cái thân ở đây và cái tâm ở chỗ khác. Khi mà nó có hai chỗ, tức là hai địa điểm nó tạo ra quãng đường, mà quãng đường nó có thời gian, cái tâm nó đi từ đây đến trước kia, mà khi nó có thời gian thì nó có sinh và diệt, đó chính là sinh tử. Mà muốn chấm dứt sinh tử tức là lôi cái chỗ kia, là cái tâm tưởng nó về với cái thân làm một, trong mỗi phút giây chỉ có một cái tâm này, thì làm cũng là cái tâm này, và ngồi cũng là cái tâm này, mà không làm cũng là cái tâm này, mà làm cũng là cái tâm này, mà ngồi xuống thì cũng là cái tâm này, chỉ có một cái tâm đó thôi, thì hơi thở cũng là cái tâm đó. Chứ tại sao ngồi xuống thở mà nó cứ nghĩ thở, nó nghĩ? Bởi vì cái lúc anh làm anh không có làm mà là anh đang nghĩ. Cái đó là kinh nghiệm á. Vậy bây giờ nè, mình hiểu được tình yêu, mình hãy kết hôn với tình yêu, mình hãy để trong lòng mình đầy đủ tình yêu, thì mình không phải là kẻ ngoại tình. Mình hãy có kết hôn với cái phút giây hiện tại, với những gì đang biểu hiện ra ở đây và bây giờ, và mình hài lòng với nó để mình có hạnh phúc. Nếu không thì lang thang lúc nào mình cũng là kẻ ngoại tình, tìm một cái gì đó nhiều hơn ở đây bây giờ để mình mong qua cái đó mình hạnh phúc hơn. Được thôi một bữa ăn mình cũng hài lòng, nhưng là kiếm một bữa nữa. Được thôi một người nhưng mà mình kiếm người nữa. Được thôi bộ đồ nhưng mà lại kiếm bộ đồ nữa. Được thôi đi chỗ này nhưng mà là mình đi chỗ khác. Bao giờ? Vô số kiếp tới giờ mình đâu có bữa lâu. Vậy cho nên từ vô số kiếp tới giờ mình là anh chàng đi ngang qua một đám hoa đó, tình yêu lòng hạ nhớ như vậy. Và hãy giải sao bị phương pháp giải quyết cái này là hãy kết hôn đi. Ta hãy kết hôn đi. Ta kết hôn có cái gì? Ít nhất là cái thứ ta đang có, là cái thân tâm ta đang chọn. Nhiều kiếp ta tu hành năm giới ở đây nhà Phật, bây giờ mới làm thân người này chứ dễ đâu à. Ở trong căn phòng này có bao nhiêu con Phật chúng ta biết không? Vì sao nó không được làm thân người? Vì sao không có giữ năm giới của nhà Phật? Vì ta đã kết hôn rồi nhưng mà ta không hài lòng thì ta đang đau khổ đơn thuần. Ta kết hôn giáo lý Thế Tôn, ta tu hành, ta giữ năm giới và ta được cái thân tâm này, và ta tiếp tục tu hành, và ta vừa lòng với nó, và ta lấy nó làm cái phương tiện như là chiếc bè đưa từ cái bờ mê sang cái bên giác. Ta vừa lòng với chiếc bè đó chính là không. Mà nếu trong lòng của ta mà không có tình yêu, không có cái niềm vui sống, thì đáng thương lắm cái chiếc bè đó. Nó đi tìm một cái gì đó lang thang trên cái dòng sông sinh tử này, đâu có hết cái chiếc bè này kiếm kìa. Và nghệ thuật sống tính là cái thân tâm mình, cái thân mình ở đâu, cái tâm mình ở đó, có một năng lượng sống 100% vào. Nếu như mình có thể sống ở phút giây này 100% thì cái giao tiếp mình có thể dùng cái 100% đó mình chết. Mà không mình chết nữa bởi, nếu mà sống 100% thì chết 100%. Có ai thấy một người chết 100% không? Không, phải chết một nửa thôi à. Tức là sao? Ta đâu muốn chết. Ta sợ chết chứ không phải là chết. Vậy bây giờ những cái nghệ thuật để mà mình có được một cuộc sống thiền vị nhẹ nhàng dễ thương ở trong cái chốn bận rộn hồng trần này thì không phải dễ dàng mà có. Những nghệ thuật đó bản thân con tu tập thế này, đó là một, con cảm ơn quá khứ những gì cũng đã qua. Nếu không cảm ơn được, con làm thân với nó, con kết bạn với nó. Nếu không kết bạn được, con không có hận thù nó, ghét bỏ nó. Bởi vì con biết nó là cấp 1, cấp 2, cấp 3, con phải học qua từng lớp. Nếu không có nó, con không lên lớp. Con không lên lớp thì con dậm chân tại chỗ. Nếu con ở lớp 5, con phải học hết lớp 5 rồi con quay chỗ khác. Chứ không phải con học hết, chưa hết lớp 5 con ở cái trường này con quậy quá, người ta đuổi cái con bỏ con đi cái trường khác, con nghĩ là con lên lớp 6, con bao giờ qua bên kia phải học lại lớp 5. Cho nên những gì con trải qua
Đó là điều con phải trải qua. Cho nên cách mà con sống là không bao giờ con lấy cái quá khứ về con hành hạ con. Tức là tri ân quá khứ. Nếu không thì lặp lại quá khứ. Nếu không thì đừng có hành hạ cái hiện tại bằng cách hối hận về quá khứ. Ai có quá khứ chứ. Nhưng mà lắm lúc đó mình giận ông ba mình không cho cái món quà mình thích mà cho người anh mình. Tại sao người đó là làm cái việc đó với mình? Mình không tha thứ. Điều đó không nên. Quá khứ là để cho mình rút bài học chứ không phải để mình hận thù về trả đạo. Cái thứ hai là con không sống cuộc đời của con bằng những nhận xét của người khác. Ai đã nói không phải là một kẻ họ đâu. Nhưng mà con biết con không thể là hài lòng bất kỳ một phán xét nào mà người đó không phải là người tỉnh thức hơn con với định tuệ. Một người mà phán xét mình một cái, người đó phải ngang và hơn mình ba thứ giới, định và tuệ thì mình còn coi lại mình. Còn nếu không, tất cả mọi lời phán xét mà mình chạy theo làm vừa lòng họ là mình nuôi lớn cái lòng tham của họ là một nè. Mình khờ dại đánh mất cái cuộc sống của mình để sống theo ý niệm của người khác là hai nè. Mình tránh tế. Thứ ba, con không có so sánh cuộc đời của con với người khác. Ai đó, mỗi người, mỗi cây, mỗi lá, mỗi nhà, mỗi cảnh, nghiệp, mỗi người, mỗi khác. Tài năng của họ khác tài năng mình. Nghiệp tội của họ khác nghiệp tội của mình. Lấy họ để so sánh mình, lấy mình để hơn thua với họ. Mình khờ giải đối. Phiên bản của mình sinh ra là số 1. Mình không có trở thành một second hand phiên bản thứ hai của ai. Mình phải so sánh để cố gắng giống như họ. Cố gắng giống như họ là một hạnh phúc. Bệnh hoạn mình ngồi đây để mình thấy có nhìn lên thì ta đâu. Chỉ như mà ta không bằng ai để mình xuống không. Rất là nhiều ai bằng ta. Đó là hạnh phúc bệnh hoạn. Bệnh hoạn sao? Mắc mới vậy đi so sánh với người khác để anh hạnh phúc. Khi mà anh trách trong đầu anh một đống kiến thức thì đống kiến thức đó để anh chi? Để cho anh có những người xung quanh để anh sống. Mà khi anh không sống với những người xung quanh thì những một đống kiến thức đó làm gì? Không làm gì. Khi mà anh đọc kinh Vệ Đà, anh học khoa học, anh học một mớ vi tính, anh biết về kỹ thuật vi tính mà cái xã hội đó người ta không xài vi tính thì kiến thức đó làm gì? Làm gì? Hiểu chưa? Thế nó sẽ mai một cái vấn đề là anh thưởng thức được sự sống này bao nhiêu. Cuối một ngày 24 tiếng đồng hồ về thì tôi không cần biết anh xinh đẹp bao nhiêu, giàu có bao nhiêu, khỏe mạnh bao nhiêu, tôi chẳng biết anh nở nụ cười bao nhiêu và bản chất phẩm chất trong nụ cười của anh hạnh phúc bao nhiêu. Tôi cần biết những người đó. Cái thứ tư là trong mỗi một việc làm của con á, con tạo ra một khoảng cách nhỏ nhỏ. Chẳng như con không có, bởi vì cái này không biết rồi, cứ mỗi lần mà làm một việc gì đó cái tâm mình nó nghĩ không đủ thời gian để làm cái việc này, không làm cho nhanh này, nhanh thì uống ly nước, sợ là uống ly nước mà mình không đủ thời gian để uống ly nước để làm cái việc gì nữa, sao cái mình mất cái nhìn nước cái mình đưa cái tay cái mình làm liên tục, là mình đánh giá thấp một việc nhỏ với một khoảng thời gian rất là ngắn và mình có thói quen là mình đưa một đống thứ trong một cái khoảng thời gian ngắn qua 4 tiếng đồng hồ mà thực ra 8 tiếng ngủ nghỉ đâu, rồi còn lại là hãy hở một chút nào cái mình chê cho nó một việc. Hở một chút nào cái mình chê mình đã một. Chính cái đó nó làm cho mình rất là stress. Làm gì xong việc này, buổi vàng làm việc khác. Chưa xong cái này cái còn việc kia nữa. Đó là biểu hiện của lòng tham. Bây giờ cách thực tập của con là con ngồi không, con đu năng thi, con không làm gì hết. Ít nhất là mỗi ngày được 15 phút. Khi mà mình ngồi không xuống đây nè, ý của con ngồi không tức là sao? Tức là con mở mắt ra nhìn nha. Nhìn ở đây là vẫn nhìn nhưng mà không có nhìn thông tin á, không có báo chí, đài, truyền hình đó. Và tai không có nghe âm thanh hơn thua được mất á. Và miệng không có ăn và nói. Và tâm không có suy nghĩ. Lúc mà mình có thể ngồi xuống được 15 phút mà không làm gì hết á nha, với cái đồng hành tự nhiên. Thì nhiều hơn một lần ngồi như vậy khoảng 3 ngày, mình sẽ bắt đầu chú ý và mình thấy nè, cái tâm của mình nó đi tìm thức ăn. Nó có một cái lực kéo nó muốn mình đứng lên và đi làm một cái gì đó. Các bạn có biết chỗ này rồi phải không? Mà bây giờ mình thử nhắm mắt lại đi. Bây giờ thầy nói nè, tất cả đại chúng đừng có nghĩ tới con khỉ. Cái gì mình nghĩ tới nhiều nhất? Con khỉ. Cái tâm mình để đâu? Adam và Eva được Chúa nói là đừng ăn cái trái cấm đó. Cấm nhìn người ta muốn ăn. Cái gì càng cấm cái gì người ta càng khoai.
Cho nên khi đi tu này ngoài đời á, mình được tự do tình tiền danh, cái mình tự do mà mình muốn cao thượng, cho nên ta được tự do nhưng mà ta không thèm, cho nên con người ta cao thượng lắm. Nhưng mà khi vô đó mày cắm một cái tự động nó thèm ngay chỗ đó là tu. Giống như con bò nha, nó ăn cỏ cả đời mà nó thành Phật, nhưng mà nó biết mà nó ăn cỏ mà để nó tu một cái nó thành Phật liền. Giống như một ngày nha, mà mình không làm ác, mà mình không có thọ giới á, thì không có công đức gì bao nhiêu. Bây giờ giống như con bò đó, nhưng mà mình thọ giới á, là công đức vô lượng. Cho nên mình ở nhà 70 ngày chỉ bằng ở chùa một ngày thôi. Mình ở chùa một ngày mà mình giữ giới thanh tịnh là mình hơn ở nhà 70 ngày. Nó nghĩa là sao? Tức là mình ở chùa mình giữ giới, cái lòng tham mình nó trồi lên, cái cấm cản nó làm cho lòng của mình bất rứt. Nhưng mà mình lấy nó mình tu tập là mình giải quyết ngay chỗ đó. Cái giá trị chuyển hóa trong cái số lượng mình ở chùa nó hơn ở nhà, là hơn cái chỗ mình chuyển hóa cái nghiệp trong mình. Và cái cách của con là mỗi ngày thực tập do nothing, không làm một cái gì hết, ngồi yên đó và lắng nghe cái suy nghĩ mình nó muốn cái gì. Khi mà ta có thể ngồi khoảng 7 ngày liên tục, ít nhất 15 phút thôi, không cần nhiều nha, thì mình sẽ thấy chú ý cái tâm mình nó cứ kéo mình chạy, nó muốn mình làm một cái gì đó hơn là ngồi không vô ích. Tự động rửa chén mình có thời gian đánh cái đầu đi suy nghĩ về con của mình mà, ta sống suy nghĩ làm một việc được 2-3 thứ mà, một mũi tên bắn được 2-3 chỗ mà. Đúng, đó chính là cái thứ quen xấu của nghiệp nó kéo mình đi á. Vậy bây giờ mình khi mà mình ngồi xuống mình thấy cái tâm mình nó cũng như vậy, cái miệng ngồi một lát cái tự động cái nó nghiêng, còn mình cái gì nghiêng, cái suy nghĩ nó kéo mình chạy, hoặc là ngồi một lát cái này vậy, cái gì lắc, cái thân mình nó biết đâu lắc, cái suy nghĩ nó lắc. Bởi vì cái suy nghĩ của mình á nó khó biết lắm, cho nên cái vũ trụ nó vận hành nó chỉ cho mình biết của cái thân lắc để cho vậy, để mình quay về biết tâm mình lắc. Quý vị ngồi xuống thì nó ý thức được cái tâm mình nó chạy. Và khi mà quý vị có thể ý thức được hơn 3-4 năm ngày nha, là chuyện này xảy ra nè, đó là lúc đó bắt đầu mình có khả năng kéo con khỉ chạy được, kéo mình bắt đầu sao nó bắt đầu. Và mày hỏi là tại sao mà con khỉ nó chạy hoài, tại sao? Bởi vì nó không hài lòng ở cái chỗ đó, nó không hài lòng ở cái món ăn đó, nó không hài lòng ở cái việc đó, cho nên nó mới chạy. Cái suy nghĩ mình không ở chỗ là bởi sao? Bởi vì nó không hài lòng thì nó mới chạy. Bây giờ mình kéo nó về, mới nó chạy cái mình kéo nó về thường xuyên. Cái bắt đầu nó vừa rồi, nó bắt đầu nó chịu ngồi lúc đó chính là gì? Lúc đó chính là vừa lòng, lúc đó chính là hạnh phúc. Ta thì ra chiếc lá nó đẹp xưa nay như vậy mà mình không biết, thì ra là hơi thở xưa nay nó quý như vậy mà mình không hay, thì ra là người thương của mình đó có thể bất kỳ lúc nào họ cũng bỏ mình, rồi không biết bây giờ còn với mình cái thân xác đó, cái tình yêu đó mình không trân trọng đợi bao giờ. Bây giờ mình lắng nghe giọt mưa kia đi, giọt mưa đó có thể là ai, có thể là hơi thở này và một ngày kia mình thở mình oxy á, có thể là người thương mình một ngày mai đó giọt mưa này rớt xuống rồi mình bị không còn nữa đó, có thể là một tin nhắn của người mình thương và mình không cần nhìn qua đó. Mình bắt đầu vừa lòng với những thứ mình có, lúc đó bắt đầu hạnh phúc đến với mình ngày càng nhiều hơn. Chúa Giêsu nói nè, if you are able to get into the kingdom of God, then everything necessary will end it later. Nếu mà con có thể lên được cái thế giới của thiên đường, mọi thứ cần thiết cuộc đời con sẽ được thêm vào sau đó. Nếu như mà ta có thể hiện hữu trong mỗi phút giây của hiện tại, thì từng thứ một của cái hoa, cái chuông, Đức Phật, chánh điện, những thứ một của từng giọt mưa, từng sự sống bên ngoài, ta sẽ nhận ra những thứ đó không cần thiết sao? Và ta sẽ bắt đầu nhận ra hơi thở của mình, sự sống của mình không cần thiết đâu. Ta bắt đầu nhận ra một tiếng mình đang đọc, một tiếng người mẹ mình cũng đang đọc, không cần thiết sao? Khi mình về hiện tại thì đó chính là thiên đường. Và khi mình ở thiên đường thì từng thứ một trong thiên đường này mình nhận ra. Các bạn hiểu chưa? Đó chính là nghệ thuật sống. Mỗi ngày hãy thực tập ngồi xuống ít nhất 15 phút. Trong mỗi một cái hành động của mình làm, tạo ra một cái khoảng cách nhỏ nhỏ. Đừng có làm việc này chưa xong, đuổi bụi lập tức làm việc kia. Làm xong việc này rồi, đứng lại trong vài phút, ngồi lại trong vài phút,
cho mình vài phút tạo ra một khoảng cách nhỏ nhỏ nói chuyện kịp đi, chứ đừng có làm cái việc này cái tâm mình như thế này là vậy đó. Bởi vì nó sợ không đủ thời gian làm cái này, cho nên nó muốn dành thời gian làm cái kia hai thứ một lần. Cái đó chính là nghiệp, và cái đó là đẩy mình đi sanh tử. Bây giờ cách của mình tu là nhìn thấy nước, nhìn chết chịu đi nước không? Cầm thì cầm chết cho luôn, đưa lên thì đưa lên tròn mẹ, uống thì nó xuống tới bụng rồi uống cái nữa, đó chính là tu. Cái cuối cùng, cái thực tập của con á, đó là con tìm một niềm vui nhỏ 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 trong những hành động nhỏ nhỏ. Chẳng hạn như ông lỡ một chiếc lá, quét một cái nhà, giặt bộ đồ, rửa một cái chén, đi bước chân, những việc nhỏ nhỏ thôi, mình tìm cái niềm vui trong đó. Nếu như một cái việc nhỏ mình không vui được, một việc lớn nó sẽ tạo nên stress cho mình thôi. Một cái việc, một bây giờ mà để con đưa cái tay như thế này, con dở cái ly nước ra và con uống cái ly nước này, chúng ta nghĩ cái việc làm này là điều bình thường không? Không. Con cục thịt quá lớn, mẹ con nuôi 9 tháng 10 ngày, người thương con chăm sóc bằng thức ăn kiếm gì đó, bây giờ nó có một cái tay lực lưỡng rồi. Cái tay này chạy xe tới cái rầm phải băng bó như này, băng bó 20 ngày nửa tháng, nhích lên như vậy, ngày cuối cùng mở ra thì sao? Mình cử động và mình thấy wow, tuyệt, cử động được rồi, phải không? Và mình rất, lúc mà mình cử động được lần đầu tiên đó, mình cảm thấy nó tuyệt, làm sao với sự sống và bắt đầu ta cảm nhận được lực sống trong cái tay của mình, và mình nó là một món quà, và mình sử dụng nó để mình đón nhận tất cả món quà trên cuộc sống này, cho nó giữ lấy, và bắt đầu mình nhận được một ly nước, mình bước lên bằng chính cái tự do và cái sức khỏe phước đức của mình, chứ mình không mượn phước người ta xài. Cuộc tay thì người ta phải đưa cho mình uống là mình mượn phước người ta xài. Mình có xe mình đi mượn xe là mượn phước xài, mình có tiền mình đi mượn tiền là mượn phước xài. Bây giờ mình tự do, mình bước lên mình uống, mình không hạnh phúc chứ mình không cái gì nữa. Giờ mình có phước mình hạnh phúc bao giờ, phải không? Để cho nên mình tu là bắt đầu mình thấy mình hạnh phúc nhiều hơn với một việc nhỏ nhỏ nhỏ. Mình thấy chị em mình ở bên cạnh, mình thấy thầy mình còn sống đó để có mặt, giống như sư phụ của thầy á, thầy đi sau rồi không nhờ thấy, con biết thầy còn đó, thầy tu kiểu gì không biết, nhưng mà con biết thầy là một người cạo cái đầu rồi đi tu, và con bước theo thầy cũng cạo cái đầu nó trước đi tu, và thầy còn đó để cho con bước theo bước chân của thầy là con hạnh phúc. Còn thầy kiểu gì con không biết, một hạnh phúc nhỏ nhỏ thôi. Mỗi lần xuống thấy thầy ngồi đó ăn cơm, thấy đại chúng ở đó ăn cơm, con bước xuống và hòa là một giọt năng lượng đó là con hạnh phúc. Mỗi lần còn đó một giọt mưa buổi sáng, một ánh hoàng hôn buổi chiều, một chiếc lá rung rinh, con hạnh phúc. Mỗi lần còn đó con ngồi xuống con tự do hết còn một hơi sâu. Mẹ ơi con thở với mẹ, thở ra một hơi sâu. Chị ơi em thở với chị, hết còn một hơi con ơi, phụ thở với con, thở ra một hơi. Chúng ta cùng thở với nhau con nha. Vì kiếp người này cũng đi ngang qua một đời con đi ngang một đời phụ, con đi ngang một đời mẹ cũng đi ngang một đời con. Mỗi chúng ta chỉ trỏ với nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi chúng ta sẽ đi xa nhau và vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Ai gặp lại? Ta đâu có cái chuyện gặp lại, ta gặp lại cái khác, một dạng người khác, một hình hài khác. Cho nên hạnh phúc của con, để mà con không cô đơn, là con phải tìm cái niềm vui trong cái phút hiện tại. Cái người con kết hôn đó là cái phút giây này, những gì ở đây và bây giờ đã làm hài lòng con cảm thấy đủ để sống, đủ để vui, đủ để hài lòng. Hãy có đôi điều hôm nay em chia sẻ với đại chúng. Một đại chúng có một cái chuyến đi hôm nay vừa tu vừa học, và có một chút người đó mang về để ứng dụng thực tập trong đời sống tâm linh của mình, đó là chúng của con xa.
Dạ, con cảnh lại chúng mình hồi hướng luôn nha. 4:30 chúng ta về. Trước khi hồi hướng thì sư phụ có mấy lời với tụi con. Đây là cái hành động mà đệ tử xuất gia của thầy. Thầy đệ tử năm giới thầy đợi xuống nương tựa cái ân đức của sư bà mẹ chúng tân thân ở đây. Hạnh phúc của sư phụ á là mấy con á, nói sư phụ thôi chứ còn trẻ tuổi không giống như tụi con vậy đây. Tu hành không bao nhiêu, thấy tụi con còn cung kính cái tâm, bởi vì tụi con bỏ cha bỏ mẹ mà bỏ trong cái ý thức bỏ. Ngày xưa sư phụ đi đâu có biết đâu, bỏ thích sâu chùa quá chạy lên ăn xong rồi ngẹn sâu chùa ở cổ ở luôn trong chùa. Cho nên bây giờ thấy một người trẻ bỏ cha mẹ đi tu là bởi vì lý tưởng của họ quá mạnh hơn là tình đời, cho nên thầy cung kính và gọi mấy con là đệ tử thôi, chứ thật ra các con không làm thầy đâu khổ. Bởi là nhìn tụi con nuôi dưỡng lên cái bồ đề tâm của mình, tu ngồi thiền bao lâu không biết, ngồi cái được kiết già đủ tiếng tiếng hay không không biết. Ở trong chùa sư bà la hay là sư anh sư em sư chị gì đó mắng thì không biết, nhưng mà mỗi lần ngồi thiền xuống mở lòng từ ra hoan hỷ tri ân cái nơi mình ở, một ngày cũng còn ở trong đây, ngồi thiền xuống một ngày có cúi đầu đảnh lễ người ở trên lập ra cái chỗ này, người đang ở bảo hộ cái năng lượng ở trong mình được tu bao nhiêu cũng được, tu nhiêu cũng được, dở dõi cũng được, nhưng mỗi ngày ngồi xuống con cảm thấy là con còn sống, con còn tu, tu dục cho phụ một ngày một ngày một ngày một ngày, và hãy tập tập nghe một chiếc lá thở, nghe một tiếng chuông, tập tập hướng một bước chân, tập tập cúi cái đầu xuống, bỏ cái đẹp đi, bỏ cái tôi đi, bỏ cái ham muốn đi. Tu là bước vô cái khu để rèn thành một thánh. Nếu mình không bỏ cái thứ phàm tục của thế gian, mình không thể ở trong cái khu đó lâu được. Nếu mình chịu làm thánh là mình là đứa đệ tử đẳng cấp. Ba là đệ tử, một là đệ tử chạy theo cái danh của thầy, hai là đệ tử hơn một bậc nữa là cung kính ông thầy, ba là đệ tử thượng hạng chịu đựng cái sự huấn luyện bởi giới lực của ông thầy, nói là làm. Bởi vì ông thầy ông không có gia đình, ông không có tài sản riêng tư, ông không có cái gì để chăm sóc cho con riêng ông. Những gì mà ông nói ông chỉ muốn mình tốt mà mình làm không được, phải biết đó là nghiệp của mình, phải sám hối thường xuyên. Ở đây sư ông có ba cái tu, một là làm bất nhất nhật bất tả nhất nhật bất thực, tức là thân thể tuổi trẻ tụi con lúc nào nó cũng có cái hóc môn sinh lý trong đầu. Nếu mình không làm là tâm mình nhàn cư bất thiện, làm đó là cách để cho nó chuyển hóa thành cái năng lượng động tác hành động. Thứ hai nữa là sám hối, là lúc nào cái tâm mình nó nghĩ tới những cái tội cố tình hay vô ý và tâm vô minh mình không nhận ra, đọc cái lời sám hối mình như giật mình nhắc nhở mình thường xuyên chánh niệm. Thứ ba là ngồi thiền xuống và đóng kín cái cửa của tai mắt mũi lưỡi thân của mình lại để mình không có tạo tác nghiệp. Ba các cô đó miên mật với nhau thì cả 5 năm thôi là mấy con sẽ cực kỳ vững vàng và không bao giờ nghĩ tới cái chuyện về đời rất hiếm cũng như là thế giới này rồi. Cho nên quý giá, quý giá tinh khôi như một viên ngọc mani trong sáng, tinh khôi như viên ngọc mani trong sáng, giữ gìn cửa giới trong quệ mạng, giữ gìn cái ngôn ngữ lời trong tiếng nói, đánh lễ tụi con nhân phi nhân điều cung kính. Không cần cầu thông, không cần trí tuệ, cần cái thân mình cho trong sạch, tâm mình sạch, trong sạch và tha thiết tu hành. Hạnh phúc của mình là anh thấy một cái đệ tử biết tu biết học là các con từng ngày một cũng là cái hạnh phúc của sư phụ ở đây, của chư vấn đề tu tập ở đây. Một người mà phiền hà cả chúng động, động chúng không phải là lấy cái chuông bánh con như thế này có gì đâu đó xong hết, nhưng mà động chúng tức là cái người đó nhiều hơn ba người nhắc một lần mà không chịu thay đổi, đó là động chúng. Mình còn nhớ như vậy và cái phước nó sẽ không duy trì đủ lâu để con đường của con được trái nhựa mà đi yên bình. Vậy muốn tu lâu bền là phải làm phước, phải làm liên tục, phải làm cực nhọc
để cái nghiệp mình nó đổi thành cái phước. Và lúc con ngồi thiền chú nhờ cái phước, không ai la mắng mình và ai cũng thương mình, nó có năng lượng thiện là nó bao trùm cái đầu của mình, ngồi thiền chú rất yên rất tĩnh. Cho nên muốn tu thiền, muốn tu tập, muốn dạy lâu là phải tu phước, tu tệ đó. Đôi lời tôi nhắc mấy con cứ nhớ tu tập nha. Một phần Nam Mô Tát Sư Bhagavato. Con được ân trên công đức như vậy. Nguyện